Với tuổi đời hơn 1/2 thế kỷ chinh phục 3 thế hệ khán giả với loạt hoạt hình dài tập lẫn điện ảnh, chú chó Scooby-Doo với biệt đội thám tử Sơn Ma bao gồm Shaggy, Fred, Daphne đã trở thành một phần tuổi thơ của biết bao khán giả. Năm 2020 này, hãng Warner Bros. Sẽ cho ra mắt cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo, phim hoạt hình 3D đầu tiên về Scooby-Doo. Phim sẽ thể hiện về cuộc gặp gỡ giữa Scooby-Doo và Shaggy, cũng như sự gắn kết giữa bộ đôi này với nhóm bạn Fred, Daphne, Velma, với thông điệp cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình bạn mãi là điểm tựa vững chắc, biến những con người tưởng chừng xa lạ thành một gia đình, sẽ là một câu chuyện ý nghĩa để các khán giả nhỏ tuổi theo dõi. Phim sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 7 năm 2020.